Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành, và Khải rất vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Trong video này á, thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào một cái bộ phận duy nhất, đó chính là cái vị trí ở trên cái ngón tay cái, để giúp quý vị có thể chữa trị được tất cả những bệnh lý liên quan đến phổi và phế kinh. Phế kinh tức là cái đường kinh mạch chủ trị ở phổi đó quý vị. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chia sẻ thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho Khải nha. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần nội dung chính nha. Những cái bệnh lý liên quan đến phế kinh á, như là viêm phổi này, viêm phế quản này, rồi ho này, viêm họng mãn tính này, rồi hen suyễn này, thì rất là nhiều gặp phải, có rất là nhiều người trong chúng ta mắc phải những cái bệnh liên quan đến phế kinh này. Thì nếu như mà quý vị biết một cái điểm này á, thì quý vị có thể phòng và điều trị rất là hiệu quả. Đó chính là cái việc huyệt vị thiếu thương. Huyệt vị thiếu thương của đường kinh mạch là phế kinh, và cái huyệt vị này á, là nó sẽ nằm ở trên ngón tay cái, nằm trên ngón tay cái nha quý vị. Thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị xác định được cái vị trí của nó này. Thì đây quý vị thấy, đây chính là cái ngón tay cái của Khải này, ngón tay cái. Thì huyệt thiếu thương ấy, nó sẽ nằm phía dưới cái móng tay nha, nằm dưới cái móng tay của ngón tay cái, nhưng mà nó sẽ nằm nghiêng về cái mặt bên ngoài này này, nằm nghiêng về phía ngoài này. Cái phía phía này là phía trong, cái phía mà gần ngón tay trỏ là phía trong. Thì cái phía mà đối diện á, là phía ngoài này, chính là cái vị trí của huyệt vị thiếu thương, nằm phía dưới sát cái móng tay nha, và nằm nghiêng về phía ngoài này, chính là huyệt thiếu thương của đường kinh mạch phế kinh. Và bên ngón tay cái của bàn tay phải cũng vậy, nó sẽ nằm dưới cái móng tay và nằm ở phía bên ngoài này, nằm nghiêng phía bên ngoài. Thì Khải nhớ là trong những video trước đây á, Khải cũng đã từng hướng dẫn cho quý vị cách mà chúng ta tác động vào tất cả những ngón tay để phòng tránh được rất là nhiều bệnh tật khác nhau. Cách mà chúng ta tác động vặn như vậy này, đó, vặn vào ngón tay cái, ngón tay trỏ, vặn lần lượt như vậy, chúng ta vặn đến ngón tay út. Tại vì sao? Tại vì những ngón tay của chúng ta thì đều có những cái đường kinh mạch nó đi ngang qua đây. Ngón tay cái là phế kinh này, ngón tay trỏ là đại tràng kinh này, ngón tay giữa là tam bào kinh, ngón tay áp út là tam thiêu kinh. Riêng ngón tay út lại có hai đường kinh mạch là tiểu tràng kinh và tam kinh, cho nên cái việc tác động vào ngón tay thì rất là có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Thì ngày hôm nay Khải sẽ nói sâu hơn về cái việc là tác động vào ngón tay cái cũng như là tác động vào huyệt vị thiếu thương này. Thì cách tác động vào đây á, thì quý vị sẽ dùng cái ngón tay của chúng ta này, ngón tay chúng ta ấn vào cái phía dưới của cái móng tay cái đó, ấn vào phía dưới này, ấn vào. Chúng ta ấn trong chúng ta giữ trong khoảng 5 đến 10 giây. Rồi chúng ta nhẹ nhàng chúng ta buông ra. Và chúng ta lại làm tiếp tục như vậy, ấn giữ trong khoảng 5 đến 10 giây rồi buông ra. Chúng ta làm lần lượt như vậy trong khoảng khoảng 30 lần như vậy. Khoảng 30 lần. Hoặc là quý vị sẽ dùng hai cái ngón tay này, ngón tay cái và ngón tay trỏ này, chúng ta sẽ bóp này. Bóp cái bề ngang của ngón tay cái đó. Bóp bề ngang này. Chúng ta bóp, chúng ta giữ trong khoảng 5 đến 10 giây. Hoặc là quý vị dùng cái động tác là chúng ta miết. Đây này, miết. Chúng ta miết theo cái khu vực mà có cái huyệt vị thiếu thương đó. Cái khu vực nằm dưới cái móng tay và nằm nghiêng phía ngoài. Thì chúng ta miết vào cái khu vực này. Và quý vị có thể tác động vào huyệt vị thiếu thương này một ngày khoảng 2 đến 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Buổi sáng thì sau khi thức dậy, buổi trưa thì có thể là khi mà quý vị làm việc cả chúng ta giải lao á, chúng ta kiên trì siêng năng tác động vào, và buổi tối chúng ta làm lại một lần nữa trước khi đi ngủ. Và khi mà làm trên tay trái xong thì chúng ta làm trên tay phải nữa nha, tại vì đường kinh mạch trong cơ thể á, thì nó sẽ có hai hai bên đối xứng với nhau, thì chúng ta cần phải tác động huyệt vị thiếu thương này trên cả hai bên thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn. Cái cách thứ hai á, cách thứ hai để tác động vào đây là quý vị sẽ dùng cây dây huyệt. Ở đây Khải có một cây dây huyệt này, quý vị có thể mua hoặc là tận dụng những cái vật dụng ở trong nhà có sẵn như là cây đũa inox, để chúng ta ấn vào huyệt vị thiếu thương này.
Đó, ấn vào thì cũng sẽ giữ trong khoảng 5 đến 10 giây, rồi chúng ta buông ra, làm liên tục như vậy trong khoảng 30 lần. Thì cái việc mà khi mà quý vị để ý nha, để ý nếu như mà quý vị ấn vào mà thấy nó đau bất thường á, cái vị trí huyệt thái dương này mà nó đau bất thường, tức là nó đau hơn khi mà chúng ta tác động vào những khu vực khác, thì cái điểm này trong trong đông y á, gọi là điểm a thị huyệt, tức là cái điểm báo bệnh. Thì khi mà cái huyệt vị thứ tư này mà đau bất thường thì nó báo cho chúng ta biết rằng cái chúng ta đang mắc phải một cái bệnh lý nào đó của phế kinh. Ví dụ như là viêm phổi này, viêm phế quản này, viêm họng này, rồi hen suyễn này, khó thở này, tức ngực vân vân. Đặc biệt cái điểm này mà đau á, thì 90%, hơn 90% là quý vị đang hoặc là sẽ mắc phải tình trạng bị viêm họng. Thì quý vị hãy kiên trì tác động vào huyệt vị thứ thương này mỗi ngày để chúng ta phòng và tránh tất cả những bệnh lý đó nha. Thì bây giờ Khải sẽ chia sẻ thêm với quý vị cái công dụng rất là hay của cái việc mà tác động vào huyệt vị thứ thương này. Thì nó là huyệt vị sẽ giúp quý vị giải quyết được những cái tình trạng mà sốt, sốt cao, sốt xuất huyết. Thì thông thường á, khi mà chúng ta bị sốt á, thì cơ thể sẽ rất là mệt mỏi, và cái tốt nhất là quý vị hãy đưa cái người mà bị sốt á, tức là cái người bệnh nhân á, đến trung tâm y tế hoặc là bệnh viện để được bác sĩ thăm khám. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái trường hợp là cơn sốt á, nó xảy ra vào ban đêm, và cái khu vực mà chúng ta đang sống nó cách xa trung tâm y tế hoặc là cách xa bệnh viện, mà chúng ta không thể di chuyển đưa người bạn đi được. Thì sẽ có những cái cách để giúp quý vị có thể giúp người bạn vượt qua cái cơn sốt cao đó. Cách thứ nhất á, là một cách rất là quen thuộc, tức là quý vị hãy dùng một cái khăn khăn mềm, và chúng ta sẽ nhúng vào nước ấm để lau khắp người 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 bạn. Cách thứ hai, quý vị phải tuyệt đối phải nhớ là chúng ta cần phải cho người bạn được uống nước thường xuyên, để tránh trường hợp là khi sốt cao quá cơ thể sẽ mất nước và dẫn đến là nguy hiểm. Chườm khăn và uống nước thường xuyên. Và cách thứ ba là quý vị sẽ dùng một cái kim, chúng ta sát sát khuẩn đi nha, dùng oxy già hoặc là dùng cồn sát khuẩn, và chích vào cái vị trí huyệt thiếu thương á, chúng ta chích vào, và chúng ta nặn ra khoảng là 7 giọt máu. Chúng ta nặn ra 7 giọt máu thì cái tình trạng sốt cao như vậy nó sẽ được cải thiện, tức là cơ thể sẽ không có bị sốt quá. Khi mà sốt quá thì ảnh hưởng đến thần kinh rất là nhiều và nguy cơ tử vong rất cao. Cho nên khi mà cơ thể người bạn sốt cao quá, chúng ta cần phải làm những cái biện pháp để giúp cho cơ thể được hạ sốt một cách an toàn. Thì có ba cách là chườm khăn, cho người bạn uống nước thường xuyên, và chích vào huyệt vị thiếu thương này nặn ra khoảng 7 giọt máu nha quý vị. Và đặc biệt khi mà chúng ta kiên trì siêng năng tác động vào huyệt vị thiếu thương này, nó cũng sẽ giúp quý vị phòng tránh cũng như là chữa trị được cái bệnh viêm họng mãn tính nha. Bệnh viêm họng là một căn bệnh rất là phổ biến, nhưng thông thường á thì chúng ta bị viêm họng là cấp tính, một vài ngày là khỏi. Nhưng cũng có rất là nhiều quý vị bị viêm họng mãn tính, tức là bị viêm họng nó tái đi tái lại nhiều lần, nó khỏi nó lại bị lại, khỏi lại bị lại. Và cái việc điều trị bệnh viêm họng mãn tính của quý vị gặp phải rất là nhiều khó khăn, thì quý vị có thể kiên trì siêng năng tác động vào huyệt vị thứ tư này để giúp cơ thể đẩy nhanh cái quá trình chữa lành căn bệnh này nha. Và như vậy là vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị chúng ta cách tác động vào cái huyệt vị thiếu thương của phế kinh nằm trên ngón tay cái, để giúp quý vị có thể phòng tránh và điều trị được những cái bệnh lý về về phổi rất là hiệu quả. Quý vị có thể áp dụng ngay tại nhà cho chính bản thân của mình hoặc là giúp đỡ cho người thân. Và Khải cũng hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thật sự là hữu ích nha. Và nếu như mà quý vị xem thấy hay thì quý vị hãy nhấn like và chia sẻ cho những người khác cùng xem. Có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bạn gì thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo, để khi nào Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.